Xin chào quý vị các bạn. Tiếp nối series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ được triển khai tại Di động Cao cấp.vn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu các bạn video thay mới phím volume, phím tăng giảm âm lượng của Samsung Galaxy Z3 Pro tại Di động Cao cấp.vn. Khác hoàn toàn với các đời máy dòng S, dòng Note là dùng cáp, thì Z3 Pro dùng phím được hàn chết trên main như thế này. Do đó, khi quý hàng gặp các lỗi sự cố liên quan đến phần tăng giảm âm lượng của Z3 Pro không tăng được, không giảm được, thì chúng tôi sẽ phải thay mới toàn bộ cái phần xin lỗi các bạn, chúng tôi sẽ phải tháo từng cái phím này ra và thay mới với các bạn. Đơn giản đó, rất đơn giản thôi, nhưng nó sẽ mất thời gian hơn rất là nhiều so với việc là thay cụm cáp. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới phím tăng giảm âm lượng của Z3 Pro cũng như dịch vụ sửa chữa Samsung Galaxy Z3 Pro, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 750 99. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang có bán tại Di động Cao cấp.vn chúng tôi.